Tôi tên là Nicole Lê Xuân. Bị đau cái cổ té từ hồi nhỏ, bị accident hồi nhỏ, bị tai nạn hồi nhỏ, 16 tuổi rồi tới bị tai nạn hai lần, bị tai nạn hai lần rồi bị bây giờ đau không có tối ngủ trước khi ngủ phải để cái gì nóng làm cho nó giãn ra mới ngủ được, chứ không kiếm kiếm giấc ngủ rất là khó tại vì cái cổ nó đau, hay là bị lạnh hay là trời mát mát chút là bị cái đau nó dậy trở lên. Bây giờ chị quay khổ quá coi, quay được nhiều Quay không? cổ thì còn quay được nhưng mà Quay được hả? Quay cái đau cái đau nó quay. vẫn, Còn chị giơ tay lên coi, mình cũng quay được cũng thường hả? đi Quay đi bình ba thường được ba được hả? ba lần kia thì nó cũng đã đỡ Đã chút, nhưng mà đỡ trong năm thì phải hả? phải để bu dớt, phải để Vậy cái là bị mấy chục năm, năm bây giờ chị bao nhiêu tuổi? dạ thưa 59. 59, từ 16, 59 cũng lâu ha, cũng mấy Nhưng mà cũng tuổi. mới bị tai nạn đây 4 5 năm, bốn 4 năm 5 năm năm à, rồi, bốn 5 năm cũng 6 năm rồi. Tai nạn cũng tai nạn cũng hơi cũng bị tai nạn hơi 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 mạnh, thành ra phải dịnh cái cổ trên 48 tuổi, 49 nhưng mà 49. Con bị đau lúc đầu là đau cái cánh tay trước, xong sau đó nó đau lên tới đây, không có cầm đồ nặng được, cầm một chai nước cũng không được, mà mở một chai nước cũng không được 3 tháng trước đó nha. Rồi bây giờ thì mỗi lần buổi sáng ngủ dậy á, cái tay mà nằm dậy đó là phải lấy cái tay trái đưa cái tay phải ra để mà cho nó cái thế khác, hay là đem trở vô mà phải nhờ cái tay trái này làm. Mà trong trước sáng ngủ mới ngủ dậy thì nó rất là đau, nhưng mà bây giờ trong ngày đó thì nó đỡ đau rồi, nhưng mà bây giờ không có dùng cái tay này được, Nhưng mà thì từ hồi nào đó? 3 tháng trước. 3 tháng trước hả? Rồi đi bác sĩ nó nói như thế nào? Cho con cortisone mà con không uống. À, có cái rồi nè. Nó có biểu làm infiltration không? Không, Không có ha. chưa đến nỗi như vậy. Rồi, ok. Thực ra sau khi làm cái gì chú, Thạc chỉ liên thăm chỉ liên tâm tâm. thì thấy thấy bớt, thấy nó giãn lên chút, còn dướng dướng thì để cái cục đá lạnh vô là bây giờ không có nghe dướng nữa, không có nghe cái gân nó cứng nữa. Rất là tốt. Cảm ơn bác sĩ. Thế nào? Dạ, sau khi thập chỉ liên tâm Được cũng lắm, được lắm người ha, gán thấy khỏe quá cũng thấy cũng thấy giãn giãn gân rất nhiều ra, đỡ đau mới mới làm tay vậy được, chứ không thôi hồi nãy không có làm được phải một đỡ cách qua xe một cách xuyên như vậy. Cảm ơn bác. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590502 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206
0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.